những chiến sĩ Liên Xô quả cảm toàn thân nổi lửa. Mỗi tức da thịt đều bị ngọn lửa lớn thiêu đốt. Họ chẳng hề sợ hãi cái chết, không ngại đương đầu với tử vong, hét lớn xông vào trận địa của quân Đức, dân tộc anh hùng không gì ngăn nổi, khiến quân Đức phải nép mình trong chiến hào. Đóa hoa lửa nở rực trên người họ đã thiêu rụi tất cả chiến hào của quân Đức. Đây chính là trận chiến đẫm máu nhất trong Thế chiến thứ hai trận Stalingrad. Thời gian sống trung bình của những người lính không quá 9 phút. Hơn 2 triệu sinh mạng đã ngủ vùi nơi chiến trường tàn khốc này. Tháng 11 năm 1942, tiểu đội quân Đức vượt sông Volga, đổ bộ vào Stalingrad. Bọn họ xây dựng công sự ngay bên bờ. Chỉ đợi đến khi đại đội tới nơi thì bọn họ có thể hoàn toàn chiếm lĩnh thành phố trọng yếu này. Hồng quân Liên Xô mở cuộc phản công ngay trong đêm. Nào ngờ quân Đức đột ngột bấm kíp nổ, các bồn chứa dầu trên bờ đều bị đốt cháy. Binh lính Liên Xô bị nhấn chìm trong biển lửa. Sau đó quân Đức lại phái chiếc máy bay chiến đấu xả đạn điên cuồng vào quân Liên Xô trên sông. Kế hoạch vượt sông cũng hoàn toàn thất bại. Cả một đội ngũ giờ chỉ còn lại 5 người. Họ âm thầm tiến vào chiến hào của quân Đức. Dưới sự chỉ huy của Thượng úy Gross, họ đã tiến vào một tòa nhà bị quân Đức chiếm đóng. Sau khi xử lý xong kẻ địch, họ lại phát hiện một cô gái tên Katusha. Nơi đây vốn là nhà của cô, nhưng người nhà cô đã bị quân Đức sát hại, giờ chỉ còn mình cô trốn ở nơi này. Các chiến sĩ quyết định lấy nơi này làm cứ điểm tạm thời, một mặt liên hệ tổng bộ, một mặt quan sát quân Đức, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Không lâu sau, một vài người lính Liên Xô may mắn còn sống dần dần tập trung vào tòa nhà. Katusha cũng chủ động nhận nhiệm vụ chăm sóc những người lính, do số lượng người gia tăng mà quân Đức cũng đã phát nơi này. Thượng úy Can hay tin tòa nhà bị chiếm đóng đã bị quân Liên Xô lấy lại, nhưng anh ta chẳng hề để tâm, bởi vì lúc này anh ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đó chính là một cô gái Liên Xô tên Saja. Mặc dù gặp trở ngại ngôn ngữ, hơn nữa còn là quan hệ đối địch, nhưng Can vẫn rung động trước cô gái này. Ngay lúc hai người đang bàn chính sự, thượng úy phát hiện trên trận địa xuất hiện một nhóm quân Liên Xô. Vì để dẫn dụ bọn họ, quân Đức đã bắt những người dân còn sống lại, rồi chọn ra trong đó một cặp mẹ con. Sau đó lấy họ làm mồi nhử, nhốt họ vào trong nhà gỗ. Mà cảnh tượng tiếp theo đã khiến tất cả người lính Liên Xô có mặt ở đây đều mất đi lý trí. Tôi không nhịn nổi nữa. Tôi phải giết lũ súc sinh này. Quân Đức táng tận lương tâm dùng súng phun lửa thiêu đốt hai mẹ con bị nhốt trong nhà gỗ. Cảnh tượng tàn nhẫn này đã hoàn toàn kích nổ quân Liên Xô trong tòa nhà. Xông ra đi, báo thù cho bọn họ, quét sạch hết chúng. Dù biết rõ đó là cạm bẫy, nhưng các chiến sĩ vẫn lao khỏi tòa nhà. Họ chỉ có mười mấy người, nhưng phải đối mặt với hàng trăm lính Đức ở phía đối diện. Dân tộc anh hùng không hề lùi bước, bởi nơi đây là tổ quốc của họ. Phía trước chính là đồng bào của họ, mà họ chính là những người lính Hồng quân dũng cảm. Bất kỳ ai cũng không thể xâm chiếm quốc gia của họ. Cuối cùng, trận chiến đã kết thúc với chiến thắng thuộc về quân Liên Xô. Can trở về căn hầm, trút hết toàn bộ cơn tức giận lên người Saga. Mà những người lính Liên Xô bên này còn chưa kịp nghỉ ngơi. Dưới sự chỉ huy của Thượng úy Gross, họ lại bắt đầu chuẩn bị phòng thủ. Họ chỉ còn lại mười mấy người, buộc phải luôn sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Một người lính tên Ulla âm thầm tiếp cận ba người lính Đức. Trước khi chiến tranh nổ ra, anh Tương là một nghệ sĩ, mà anh hiện giờ có thể tiêu diệt kẻ địch trước mặt trong nháy mắt. Katusha đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai mẹ con kia bị thiêu sống. Cô cũng muốn luyện tập bắn súng để bảo vệ tổ quốc. Tay bắn tỉa bắt đầu dạy cho cô. Cô nhắm chuẩn một người lính Đức đang đi lấy nước. Dưới sự chỉ dẫn của tay bắn tỉa, Katusha đã bóp cò, bắn chết người lính đó. Không ngờ là thượng úy Gross lại đột nhiên nổi giận, nói rằng người lính đó chỉ muốn lấy nước. Dã thú trong lúc uống nước cũng sẽ không sát hại lẫn nhau, càng hú chi là người. Đối mặt với lời chất vấn này, tay bắn tỉa liền phản điện. Em trai tôi bị quân Đức sát hại, chị gái cũng bị chúng xâm hại rồi giày vò đến chết. Trong mắt tôi, chúng không xứng làm người. Lúc này thượng úy cũng không thể thốt lên lời. Mấy ngày sau, quân Đức nhận được thông báo đại đội đang chuẩn bị tiến vào Stalingrad. Bọn họ buộc phải nhanh chóng dọn sạch tàn dư quân địch. Sau đó quân Đức đã tập trung toàn bộ người dân, chuẩn bị dẫn họ đến trại tập trung. Saja cũng ở trong số đó. Can sau khi hay tin đã lái xe đuổi tới, dẫn người anh yêu trở về. Để đề phòng lính Liên Xô vượt sông, quân Đức đã chuẩn bị pháo cỡ lớn. Nhìn pháo đạn vượt qua đỉnh đầu, quân Liên Xô trong tòa nhà cũng chỉ đành bất lực. Những chiến hữu vượt sông thương vong nghiêm trọng, cuộc vượt sông Volga ngày càng gian nan. Để phá hoại đội pháo binh, Rose đã tìm được một khẩu pháo, nhưng cũng chỉ bắn được một phát, mà đường bắn lại bị chặn bởi một chiếc xe tăng. Liệu họ có thành công không? Quả pháo đã được bắn ra. Kho đạn dược của quân Đức liên tiếp nổ tung, không chỉ tổn thất tất cả đạn dược mà đại tá còn bị thương nghiêm trọng. Lúc này Can còn dẫn theo một cô gái Liên Xô bên người.
Đại tá bỗng chốc nổi giận, lệnh cho anh ta tối mai buộc phải chiếm lại tòa nhà của quân Liên Xô. Khan đã tập hợp một đội ngũ tấn công, nhưng vừa bước vào tòa nhà thì đã bị quân Liên Xô ngụy trang đánh lén. Thượng úy quân Đức thô bạo xé quần áo của cô gái người Liên Xô. Khan vốn định chiến tranh kết thúc sẽ cùng sống với Sasha đến hết đời. Nào ngờ Sasha lại bị coi là kẻ phản bội, bị tay bắn tỉa bắn chết. Sau đó Ulla lại ném lựu đạn ra, nổ chết ba tay sai của Khan. Khan phẫn nộ nổ súng bắn trúng Ulla, sau đó dẫn anh về tổng bộ. Ulla dẫn dụ đại úy quân Đức tiến gần. Sau đó anh liền rút con dao đã giấu sẵn ra, đâm lia lịa vào người đại tá. Lúc này Khan đã kịp thời phản ứng, xả súng bắn chết Ulla, nhưng vẫn không cứu được đại tá. Sau đó Khan đã trở thành chỉ huy tối cao của quân Đức. Để báo thù cho Sasha, anh ta đã tập hợp tất cả quân Đức, cùng với hàng chục xe tăng, vượt qua mọi chướng ngại vật. Nghe thấy tiếng gầm của xe tăng, quân Liên Xô cũng ý thức được rằng đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của họ. Xe tăng của quân Đức tiến đến bao vây tòa nhà, cùng với một tiếng hiệu lệnh, những chiếc xe tăng cùng lúc nổ pháo. Đối mặt với hỏa pháo dày đặc, quân Liên Xô trong tòa nhà không thể chạy trốn. Sau khi ngừng bắn, Khan đã dẫn quân Đức xông vào tòa nhà muốn tiêu diệt tất cả quân Liên Xô. Lúc này mấy người lính Liên Xô còn lại trong tòa nhà có thể tiếp tục chiến đấu thì cũng đã bị thương nghiêm trọng. Mỗi người đều hiểu rằng họ không thể sống đến ngày mai. Nhưng họ không hề sợ hãi, càng không lùi bước. Bởi nơi đây chính là tổ quốc của họ, họ tình nguyện trả giá cả tính mạng của mình để bảo vệ phòng tuyến cuối cùng này. Rose vừa mới sửa xong đường dây thì Khan đã xông đến lầu 2. Hai người không chút do dự, cùng lúc nổ súng, bắn ra tất cả số đạn. Lúc này người lính liên lạc đuổi tới, Rose không màng an nguy cá nhân, lệnh cho lính liên lạc lập tức gọi cho đội pháo binh khai hỏa. Mà mục tiêu chính là vị trí của mình, bởi vì quân Đức rất nhanh sẽ chiếm lĩnh nơi này, họ đã không thể trụ nổi nữa. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Gross, người lính liên lạc đã báo cáo tọa độ của tòa nhà. Tôi là lính liên lạc Kaetea, xin hãy nổ pháo qua đây, quân Đức sắp tấn công đến đây rồi, xin hãy nổ pháo. Lính liên lạc Kaetea. Tôi hiểu rồi, Kaetea, tôi hiểu rồi. Vĩnh biệt những người anh em của tôi. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, đạn pháo của quân Liên Xô đã trút xuống tòa nhà. Những người lính Liên Xô trong tòa nhà cũng đã hy sinh trong tiếng pháo đạn. Mà cảnh tượng tàn khốc này cũng chỉ là một góc nhỏ trên tảng băng lớn là trận Stalingrad. Đây chính là trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Trong vòng 199 ngày, con số thương vong của hai quân Xô Đức đã lên đến hơn 2 triệu người. Thời gian sống sót trung bình của một người lính còn chưa đầy 9 phút. Đối mặt với cuộc chiến tàn khốc, quân dân Liên Xô không hề sờn lòng, cuối cùng giành được thắng lợi mang tính lịch sử này.